Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tới mọi người cách làm bánh bò xốp từ men khô, không cần phải xay gạo hoặc là ủ mất quá nhiều thời gian. Với món bánh bò xốp mình chia sẻ thì chỉ ủ trong vòng 2 giờ đồng hồ thôi. Bánh khi hấp xong sẽ nở cao, bên trong xốp và bánh rất là trắng. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy xem hết video. Nếu vẫn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để kênh của mình được phát triển hơn nhé. Để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, ở đây thì mình có sử dụng là 300g bột gạo lọc, 130g đường, 250ml nước cốt dừa, 120ml nước ấm, một chút xíu muối và sử dụng thêm là 7g men nở nha. Thì mình sẽ làm cái món bánh bò này bằng men nở. Đầu tiên để chuẩn bị làm thì mình sẽ đi hòa tan 7g men nở này vào cái chén nước ấm mình đã chuẩn bị. 7g là tương đương với lại 2 muỗng cà phê đầy nha mọi người. Mình cho hết vào luôn. Mình hòa tan rồi mình sẽ đem ủ trong vòng là 7 đến 10 phút để cho men được nở rồi mình đi làm. Men thì mình cũng đã đem đi ủ hết rồi. Bây giờ mình cho hết nước cốt dừa vào trong một cái chảo. Và mình cũng cho hết cái số đường lúc nãy mình đã chuẩn bị vào và đem đun ấm để cho đường được tan hết nha. Cho cái số muối lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Thì bây giờ mình chuẩn bị bắt lên bếp. Mình chỉ cần nấu đến lúc nào mà đường tan hết là được, không cần sôi nha. Nước cốt dừa thì mình cũng đã hòa tan với đường hết rồi. Thì mình cho hết cái số bột gạo lúc nãy mình đã chuẩn bị đó qua một cái thau. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái chỗ men nở này vào. Làm cái món này rất là đơn giản và tiết kiệm thời gian. Ủ bánh bò theo cách này á thì mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều, mình chỉ ủ một lần một thôi. Mình cho vào từ từ để nhồi nha, không nên cho vào một lượt một. Từ từ mình cho hết cái chỗ nước cốt dừa mình đã hòa tan đó. Thì mình sẽ đợi cho nước cốt dừa này nó chỉ còn ấm ấm thôi thì mình mới cho vào. Chứ mà mình cho vào luôn thì cái nước cốt dừa này nó còn nóng sẽ làm chết đi cái men. Bánh sẽ không được dậy và ngon nha. Để làm cái món bánh bò này thì mọi người có thể sử dụng cái dừa nạo hoặc là nước cốt dừa lon cũng được. Khi mình đã nhồi bột được một lúc rồi thì bột nó chảy xuống như vậy. Mình tiếp tục mình cho cái nước cốt dừa và đường vào. Mình không nên đổ vào một lượt nha. Cái khâu cho nước này cũng rất là quan trọng. Bột nó phải có cái độ sánh vừa đủ thì mình ủ bánh nó mới ngon được. Bột mình nhồi xong thì nó sẽ đặc như vậy. Đặc như vậy thì mình mới đem ủ được. Nếu mà cho loãng quá, ủ bánh nó sẽ không có xốp và cũng không có được ngon. Thì cái nước cốt dừa mình cho vào còn dư khoảng bao nhiêu đây nè. Thì mình cứ để ở đây không sao nha. Mọi người muốn thắng nước cốt ăn thì mình có thể dùng cái nước này mình thắng cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ đem ủ cái chỗ bột này trong vòng là 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại. Thì để ủ cái bột bánh bò này thì mình sẽ đem ủ trong cái nhiệt độ là tầm 30 độ C thì bột nó sẽ lên men tốt hơn và nhanh hơn. Đây là thau bột sau khi mình đã ủ được 2 giờ đồng hồ thì bột nó nở dung cao lên như vậy. Mình gỡ cái màng bọc thực phẩm ra. Để mình múc lên cho mọi người xem bột nở như thế nào nha. Rất là xốp luôn nè. Thì bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp bánh luôn. Với cái men này thì mình không nên ủ quá lâu. Nếu mà ủ lâu quá thì bánh của mình nó sẽ bị chua. Để hấp bánh thì mình chuẩn bị những cái chén như vậy. Mọi người có những cái chung uống trà thì mình lấy mình đổ cũng được nha. Thoa lên một lớp dầu ăn. Thì tới khi bánh chín mình lấy ra sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần một lớp mỏng thôi. Chén thì mình cũng đã thoa dầu hết rồi. Bây giờ mình múc bột cho từ từ vào. Bột của mình á, sau khi ủ xong thì rất là dẻo luôn. Nên là mình cho ra chén nó cũng hơi khó một chút xíu. Cho ra hết rồi thì mình cho trực tiếp vào trong nồi để hấp. Đây là cái nồi nước sôi mình đã chuẩn bị. Mình cho vào trong nồi để mà hấp luôn nha.
Thì hấp cái bánh bò này mình phải hấp với cái lửa lớn. Và trong khi hấp thì mình không nên dở ra, cái bánh nó sẽ bị chai lại, không có được nở. Bò của mình hơi nhỏ nên là một lần hấp thì mình chỉ hấp được có 7 cái thôi. Và trước khi hấp thì mình dùng một cái khăn, mình đậy lên cái nắp nồi nè. Mình đậy lại để cho cái hơi nước nó không có bị nhiễu xuống làm rổ bánh. Bây giờ thì mình hấp cái bánh này trong vòng là 15 phút. Bánh nãy giờ thì mình cũng đã hấp đủ 15 phút rồi. Bây giờ mình dở nắp ra. Bánh rất là trắng luôn nè. Thì bây giờ mình tắt bếp nha. Bánh thì mình phủ cái khăn lên á, nên là không có bị rổ mặt. Bây giờ mình lấy hết bánh ra và cho cái mẻ khác vào để hấp tiếp nha. Bánh thơm, cái mùi nước cốt dừa. Khi mình lấy bánh ra thì bánh không có hề bị xẹp xuống. Bây giờ thì mình sẽ hấp tới khi nào mà hết chỗ bột này thì thôi. Cái mẻ thứ hai thì mình cũng đã hấp đủ 15 phút rồi. Bánh nở rất là to luôn. Thì bây giờ mình tắt bếp nha. Mình gấp hết bánh ra ngoài để cho bánh thiệt là nguội. Thì mình lấy ra nó sẽ dễ hơn. Bánh nở rất là cao nè. Bánh thì mình cũng đã để cho nguội hết rồi. Thì bánh nguội mình lấy bánh ra rất là dễ nè. Chỉ cần mình chạm tay vô nhẹ, bóc cái thành này ra. Như vậy là mình đã lấy xong một cái rồi. Để mình để qua bên mâm nha. Mình sẽ làm tương tự như vậy để lấy hết cái chỗ bánh này ra ngoài. Rất là đơn giản và dễ lấy luôn á. Bánh thì mình cũng đã lấy sắp xong hết rồi. Trước khi hấp bánh thì mình nên quậy bột lên cho đều nha. Và khi nào hấp thì mình mới cho ra chén. Cái bánh này là do mình cho ra chén sớm quá, nở bọt lên rất là nhiều, là cái bánh của mình nó sẽ bị bong bóng như vậy nè. Còn cái này thì mình cho bột vào mình hấp luôn á, nên là cái bề mặt bánh rất là mịn. Và cái độ xốp nó cũng nở rất là cao. Thì làm với cách này rất là đơn giản. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh bò xốp rồi. Cách làm chia sẻ của mình làm rất là nhanh gọn và bánh lại rất là ngon. Thì bây giờ mình bẻ thử ở bên trong bánh như thế nào nha. Bánh ở bên trong rất là xốp nè. Không cần xay bột hay là gì hết. Mình chỉ cần có bột gạo và men khô là mình làm được một cái món bánh bò xốp rất là ngon. Bánh nó dai, nó có cái độ xốp nè. Cái độ đàn hồi của bột rất là tốt. Và cách làm cũng không quá cầu kỳ. Mình chỉ ủ bột trong vòng là 2 giờ đồng hồ là mình có thể làm được một cái món bánh bò rất là ngon. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng ăn với mình nha. Bánh khi mà ăn vào rất là xốp và có cái độ dẻo dai rất là ngon. Mọi người có thể ăn không hoặc là mình ăn kèm với nước cốt dừa cũng được. Nếu mọi người cảm thấy mình chia sẻ video này hay hữu ích, hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.